Nếu ví như Windows là một người anh em dễ tính thì macOS lại hoàn toàn ngược lại, rất là khó tính và kén chọn trong việc tìm những thứ phụ kiện dành cho mình. Và vì thế nên trong video này mình sẽ gửi tới các bạn một chiếc bàn phím cơ được tối ưu rất là ngon và ổn định dành cho macOS, đó chính là Keychron K8 phiên bản kế nhiệm của K6. Ok, mời các bạn cùng mình bắt đầu video nhé. Và mình là Công tới từ ReviewOS. Bàn phím này mình mượn ở bên Silicon Z, vì thế bạn nào quan tâm thì các bạn truy cập đường link mình sẽ để ở phần mô tả của video. Ngoài ra thì anh em đừng quên là săn sale Black Friday này với lại Silicon Z nhé, sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn cho anh em. Đúng như tiêu đề thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp trước. Với hộp của K8 thì sẽ được đóng hộp dạng như kiểu điện thoại, các bạn cũng sẽ phải như thế này để có thể mở nó ra. Nhưng mà khi có bàn phím ở trong thì nó nặng hơn, anh em cần phải vỗ như mình. Và mở ra ở bên trong thì đầu tiên các bạn sẽ có một cái tờ giấy để hướng dẫn sử dụng nhanh. Chỉ cần đọc xong tờ giấy này là gần như bạn đã nắm được tất cả những cách sử dụng cái bàn phím K8 này rồi. Không cần phải đọc thêm quyển hướng dẫn dày ở bên trong nữa. Nhưng mà nếu có thời gian thì các bạn cũng đừng quên đọc thêm cái cuốn này nhá. Một cuốn sách hướng dẫn cực kỳ đầy đủ mọi thứ về chiếc K8. Tiếp đó là tới cọng dây cáp USB dành cho bàn phím. Thì cọng dây cáp này đặc biệt là cái phần đầu Type-C của chúng ta được làm vuông góc và nó lắp cực kỳ chính xác cũng như là chi tiết vào bàn phím luôn. Khi các bạn lắp vào sẽ cảm nhận được rằng là bàn phím này rất là gọn gàng, sạch sẽ. Nó không có hiện tượng là cắm USB xong lại lòi cả cái đoạn dây ra nhìn nó khó chịu. Và tiếp theo thì sẽ là bộ keycap dành cho những bạn nào dùng Windows. Bởi vì mặc định thì layout của chiếc K8 này là dành cho Mac nên là chúng ta sẽ có phím Option, có phím Command. Và một thứ cuối cùng không thể thiếu đó chính là key puller, thứ giúp các bạn có thể thay thế keycap một cách dễ dàng và nhẹ nhàng ở trên bàn phím. Như vậy là xong, chúng ta đến với cái nhân vật chính của video này, Keychron K8. Đầu tiên là hãy cùng mình đi vào phần thiết kế của chiếc K8 trước. Thì nếu như so sánh với phiên bản K6 đi, ngôn ngữ thiết kế này, chất liệu này, cách build này, nó rất là đậm chất Keychron, và ở trên K8 này gần như là nó giống hoàn toàn với lại K6. Vậy thì cái điểm đáng để nâng cấp đó chính là nằm ở layout TKL. Nhưng mà khoan một chút, mình sẽ nói về cái đấy. Mình sẽ cùng các bạn điểm sơ sơ xung quanh một tí đã nhá. Thứ nhất là K8 vẫn được hoàn thiện chủ yếu từ nhựa. Đây, phần mặt dưới của chúng ta làm bằng nhựa này. Ở phía trên, đây cũng là làm bằng nhựa. Chỉ có phần xung quanh này, nếu như các bạn sử dụng phiên bản làm bằng nhôm giống như mình, thì chúng ta sẽ có được 4 lớp nhôm ốp ở xung quanh. Ốp 4 cái nhôm này vào thì bàn phím các bạn nó sẽ có trọng lượng nặng hơn, việc di chuyển nó trở nên hơi vất vả một xíu. Nhưng mà đánh đổi lại thì bàn phím sờ vào mát lạnh sang trọng hơn, và tất nhiên là được bảo vệ một cách an toàn hơn. Đồng thời ở bên cạnh trái của chúng ta thì vẫn là sự xuất hiện quen thuộc của cổng USB Type-C, của cái nút chuyển giữa layout Windows, macOS, và cuối cùng là nút chuyển giữa Bluetooth và USB. Ngoài ra thì ở phần phía dưới của K8 vẫn được giữ lại cơ chế hai khấc, có nghĩa là các bạn có thể nâng lên theo hai chế độ này, nâng vừa này, nâng cao này, và mình cảm thấy cực kỳ thích thú với cái này. Khi mà mình dùng laptop thì mình chỉ cần nâng một xíu lên thế này thôi là vừa rồi. Nhưng mà khi mình dùng với những cái màn hình lớn của PC thì mình cần nâng cao hơn. Ok chưa? Như thế nào cũng chiều được. Dù sao thì đây cũng là một bàn phím mà hỗ trợ cho cả Windows và cả macOS. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là hỗ trợ tốt cho macOS đấy là một điểm cộng rất là lớn. Bởi vì bây giờ không phải là bàn phím nào trong cái mức giá này cũng có thể hỗ trợ được tốt như thế. Nếu như các bạn không có nhiều tiền để mua bản nhôm, các bạn có thể mua cái phiên bản thấp hơn là cái bản nhựa và led trắng chẳng hạn. Đấy, đơn giản thế thôi. Còn cái bản này của mình là vừa có nhôm này, lại vừa có led RGB, chỉ thiếu một cái là không có hot swap mà thôi. Anh em nào mà thích hot swap, anh em không thích Gateron ở trên con này thì có thể là lựa chọn luôn phiên bản hot swap từ đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở về layout TKL ở trên cái bàn phím này. Layout TKL thì anh em cũng biết rồi, đây là một dạng layout mà thay vì việc full size các bạn có thêm cái bàn phím số. Thì cái này rút gọn bàn phím số đi và chúng ta chỉ còn lại bộ phím chữ này. Bên này là một số phím chức năng và ở đây sẽ là 4 phím mũi tên di chuyển. Với cái dạng này thì các bạn vẫn có thể sử dụng để chơi game được một cách rất là ngon lành. Và những bạn nào mà hay gõ văn bản nhiều, các bạn sẽ không sợ chúng ta bị gõ nhầm phím chỉ bởi vì ngón tay dạng này nó hơi to do là chúng ta ăn nhiều. Thì không cần nhá. Và tất nhiên là điều này cũng sẽ giúp ích cho những bạn nào mà mới làm quen với bàn phím cơ. Thay vì việc các bạn lựa chọn K6 là dạng rút gọn, các bạn sợ rằng bị bấm nhầm vì không quen layout, thì bây giờ các bạn lựa chọn K8 để chúng ta có một cái layout nó rộng rãi hơn, thoáng đãng và quen thuộc hơn. Và tất nhiên là nói về cái layout này thì không thể nào quên cái hàng phím Function ở phía trên của K8. Nó được tối ưu làm sao để tốt nhất cho Mac và thực hiện đầy đủ những chức năng chính. Ví dụ ở đây các bạn sẽ có tăng giảm độ sáng màn hình này, chúng ta có vào cửa sổ đa nhiệm này, chúng ta có vào menu này. Và với một số bàn phím cơ mình đã từng trải nghiệm qua thì đôi khi cái bộ phím Function này hoạt động nó không được đúng chức năng. Tức là mình bấm một phím mà nó lại ra một phím, rồi hoặc là nó không có luôn cái bộ này. Bàn phím cơ kết nối và chỉ để gõ thôi và phím Function hoàn toàn không hoạt động. Như vậy thì khá là đáng tiếc.
Trong khi đó với K8 thì các bạn đã có thể sở hữu toàn bộ những cái này. Tới với lại cảm giác gõ phím đi, thì cảm giác gõ phím được tạo thành từ hai thứ, một là keycap và hai đó chính là switch. Về switch của chúng ta thì là Gateron và bản mình chọn này là bản Red. Thực ra mình chọn Red bởi vì bây giờ mình gõ văn bản mà gõ nhiều, nếu mà gõ nặng thì là mình bị mỏi tay nên mình không chọn Brown. Còn nếu như mà mình dùng bản Blue thì tạch chắc là mọi người cầm dép với lại cầm chổi nên lùa mình cả ngày mất. Nên là mình quyết định lựa chọn Red, nó vừa nhẹ mà lại vừa êm. Thì các bạn sẽ có 3 sự lựa chọn như vậy tùy vào cái đam mê và sở thích của từng người. Và tất nhiên là với Switch Gateron thì mình cũng không cần phải nói nhiều rồi, chắc hẳn ở đây nhiều bạn đã có thời gian trải nghiệm. Còn nếu như bạn nào chưa trải nghiệm thì các bạn cứ yên tâm là Gateron sẽ mang lại cho các bạn một cảm giác gõ phím đều tay ở tất cả các phím. Đó, quan trọng nhất là đều tay, chứ không phải là phím nặng, phím nhẹ như là một số Switch đều đều mà các bạn mua ở ngoài đâu. Tiếp theo là tới với phần keycap. Mình khá là thích cách làm keycap của trên K8 so với K6, đó chính là làm nó dày hơn một chút để khi các bạn gõ vào, chúng ta nghe cái tiếng nó đầm hơn, nó ấm hơn, nó ít bị vang hơn. Và các bạn sẽ không cảm giác là cái keycap này nó mỏng quá. Đôi khi mà gõ keycap nó mỏng ấy, các bạn sẽ tạch nghe nó khó chịu lắm. Nhưng mà bởi vì cái này làm dày hơn một xíu thôi, nhưng mà tạo sự thay đổi cho chúng ta, khiến cho cái việc trải nghiệm gõ của mình tốt hơn. Và bây giờ thì mời các bạn nghe cái tiếng gõ phím của mình nhá. Thì đấy là tiếng gõ phím ở trên K8. Ở đây thì mình không có bản K6 để cho các bạn nghe cái tiếng gõ phím ở trên K6, nhưng mà mình có cái Blipwood KB1. Đây, cái bản này thì như mình nói là keycap nó mỏng đấy. Cho các bạn nghe thử luôn cái tiếng keycap mỏng thì nó như thế nào. Và ở trên phần keycap này thì còn một thứ nữa là mình cũng khá là thích thú, đó chính là việc được phủ một cái lớp cao su mỏng lên các phím của chúng ta, nên khi các bạn gõ vào các bạn sẽ cảm giác nó mịn, nó sướng và nó có phần bám tay. Nhưng mà đổi lại thì chúng ta lại bị bám mồ hôi nếu như mà tay bạn ra nhiều mồ hôi trong quá trình sử dụng. Nó bám lại trên phím và tất nhiên trông nó sẽ không được sạch sẽ lắm, các bạn sẽ cần phải lau nó mỗi lần chúng ta sử dụng xong. May quá mình không bị ra mồ hôi tay, hoặc là do mình ngồi điều hòa nên là cũng ít ra mồ hôi. Đối với lại đèn nền thì ở trên K8 có lẽ là không khác biệt và thay đổi gì so với K6 cả. Các bạn sẽ có 18 chế độ đèn nền, đổi thông qua một phím duy nhất nằm ở bên góc phải phía trên của bàn phím. Bấm vào đó là bàn phím tự động chuyển đổi giữa các chế độ. Còn nếu như các bạn muốn đổi qua lại chế độ với nhau thì các bạn sẽ dùng phím FN cộng hai phím mũi tên sang trái sang phải. Cứ đổi như vậy khi nào đạt được cái màu các bạn thích thì thôi. Và thường thì mình lựa chọn là bàn phím ở dạng tĩnh, có nghĩa là một màu duy nhất. Chứ còn mà nháy nháy nhiều màu quá mình nhìn rồi mình bị loạn mắt nên là mình cũng không sử dụng. Về mặt kết nối thì Bluetooth 5.1 là sự nâng cấp nhẹ của K8 so với lại K6. Với phiên bản Bluetooth này thì chúng ta sẽ có thể tiết kiệm pin hơn, kết nối ổn định hơn, xa hơn. Nhưng mà tất nhiên các bạn cũng sẽ cần cái thiết bị máy tính tương ứng của chúng ta hỗ trợ 5.1 thì mới được hưởng những cái ưu đãi này. Cuối cùng là về viên pin thì ở trên Keychron K8 được trang bị viên pin 4000 mAh. Theo nhà xuất đưa ra thì các bạn chỉ cần tắt đèn nền đi có thể sử dụng lên đến 1 tháng mà không cần sạc lại. Như vậy thì mình thấy thời lượng sử dụng pin này nó là quá tuyệt vời rồi. Và kể cả các bạn có bật đèn nền lên thì việc 1 tuần, 2 tuần sạc lại một lần cũng không sao phải không? Và tổng kết video này lại thì nếu như bạn là một người mới chơi bàn phím cơ, các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Keychron K8 bởi vì cái dạng phím của nó là TKL, cực kỳ dễ làm quen, và Gateron cũng là một switch đủ ngon để anh em bắt đầu rồi. Còn nếu như các bạn đang sử dụng Mac OS và các bạn muốn tìm một cái bàn phím hỗ trợ đầy đủ tính năng thì tất nhiên là Keychron K8 là một sự lựa chọn không thể nào bỏ qua. Nhưng mà anh em lưu ý một chút là TKL nó sẽ có một cái nhược điểm, đó chính là bàn phím nó to hơn và việc chúng ta mang đi thì nó sẽ khó hơn so với việc là bàn phím rút gọn. Đấy là đánh đổi mà, được cái này thì mất cái kia. Và các bạn nghĩ sao về chiếc bàn phím Keychron K8 thì mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video này nhá. Còn bây giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Anh em nào muốn mua Keychron K8 thì đừng quên truy cập đường link của Silicon Z, mình sẽ để ở phần mô tả của video.